Thưa quý vị và các bạn, có một người tổ trưởng tổ dân phố luôn được người dân yêu mến, tín nhiệm bởi sự gương mẫu, mẫn cán với công việc chung và luôn gần gũi, hòa đồng với mọi người. Từng hoàn cảnh, từng khó khăn vướng mắc của các hộ gia đình luôn được ông thấu hiểu và quan tâm giúp đỡ. Người mà chúng tôi muốn giới thiệu trong chương trình hôm nay là ông Lê Thanh Tùng, tổ trưởng tổ dân phố 33, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Từ khi dịch bệnh COVID-19 tái diễn tại thành phố Đà Nẵng, đội tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tổ dân phố 33, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu do ông Lê Thanh Tùng, tổ trưởng dân phố phụ trách hoạt động trở lại. Định kỳ từ thứ hai đến thứ sáu, các thành viên trong đội đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền đến bà con các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nơi đây là nơi tập trung dân cư, cho nên cái lượng bà con đi rất là nhiều. Từ đó bà con là cũng nghe và lượng thông tin kịp thời. Từ đó mà loan tỏa xuống khu dân cư, đến từng nhà hộ nhà dân và phối hợp chúng tôi xuống trực tiếp đó nữa. Là toàn bộ cái tổ anh em chúng tôi là 9 người, 9 anh em. Cho nên là từ đó mà nó hiệu quả đạt được cái là con. Là tổ trưởng dân phố, ông Lê Thanh Tùng luôn gần gũi với bà con, hiểu được hoàn cảnh của từng gia đình để động viên. Khó khăn vướng mắc của bà con được ông tích cực tháo gỡ. Đối với những hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, rủi ro trong cuộc sống, ông thường đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Tôi là một người dân trong tổ thôi, nhưng mà thấy cái cách làm việc và cái cách vận động tuyên truyền của anh Tùng rất là tốt. Chính vì lẽ đó mà bà con theo sự nhìn nhận của cá nhân thì thấy ai cũng có những cái ý thức đóng góp phần nhỏ của mình. Bản thân ông Tùng luôn xác định công tác vận động, tuyên truyền đến nhân dân là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bản thân, thể hiện như một chiếc cầu nối bắt nhịp cho chính quyền phường đến gần hơn với nhân dân trong tổ. Và ngược lại, ông cũng là cánh tay giúp nhân dân tổ 33 chủ động hưởng ứng và tích cực tham gia rất nhiều các phong trào, mục tiêu mà đảng ủy, ủy ban nhân dân phường phát động. Bản thân tôi hoặc một số anh em phải mẫu mực trước về là trong gia đình hoặc ngoài xã hội hoặc chấp hành các chủ trương, chúng ta phải đi đầu gương mẫu trước và trong cái cách là ứng xử hàng ngày, chúng ta phải là đạt được văn hóa. Từ đó mà bà con mình nhìn mình như một tấm gương nên bà con mình noi theo. Hàng năm, tổ 33 luôn thực hiện vượt 100% chỉ tiêu nghĩa vụ phường giao, là tổ xuất sắc của phường Hòa Hiệp Nam và quận Liên Chiểu. Trong khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, không có học sinh bỏ học. Là cái bản thân ảnh là riêng về gương mẫu. Phải nói sắc vác là coi như có cái gì, phải nói là coi như đánh coi như là từng cái hộ gian góp ý nhẹ nhàng. Và riêng cái bản thân ảnh là coi như gia đình ảnh là làm rất tốt rồi. Cho nên chính chỗ đó là phải nói rằng nhân dân người ta ủng hộ và noi theo. Chứ không phải tránh cái là ảnh là rất gương mẫu về vấn đề chỗ đó. Thứ ba là coi như là thực hiện tốt về cái chủ trương chính sách của đảng. Khi đưa cái chủ trương xuống thì phải nói là ảnh là người đi đầu. Cho nên tổ chức thực hiện đâu vụ đó hết sức là coi như phải nói rằng là tốt. Từ tư duy đến những việc làm thiết thực của mình, ông Lê Thanh Tùng đang từng ngày gương mẫu đóng góp sức lực, trí tuệ, xây dựng khu dân cư phát triển, là một tấm gương dân vận khéo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.